Thưa quý khán giả, ngày hôm nay mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ tại các tỉnh Trung Trung Bộ, còn các nơi khác mưa có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ tại các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân sẽ phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ và tại các tỉnh thành phía Nam đèo, nhiệt độ dao động từ 28 cho đến 31 độ. Trong khi đó, những cơn mưa dông vẫn xuất hiện trên diện rộng tại khu vực Nam Bộ vào lúc chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ tại đây sẽ duy trì trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Trở ra với các tỉnh thành Bắc Bộ, khu vực này trời hầu như không mưa, ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Cùng với đó là chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội lại quay về mức kém, có hại cho sức khỏe. Vì vậy, mọi người cần hạn chế hoạt động ngoài trời, đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối. Nếu phải ra ngoài thì nên đeo khẩu trang chống bụi mịn cũng như rửa tay thường xuyên để bảo vệ sức khỏe. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có mưa dông. Tại Hoàng Sa, gió đông bắc giảm dần xuống mức cấp 5, nhưng trong cơn dông vẫn cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn tại Trường Sa, gió tây nam chỉ mạnh cấp 3, cấp 4. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.